Đồng hồ Richard Mille được chế tạo dành cho tay vợt xuất sắc nhất mọi thời đại Rafael Nadal có gì mà giá gần 10 tỷ? Hãy cùng xem hết video này nhé! Đây là chiếc Richard Mille RM3502 Rafael Nadal. Đúng như tên gọi thì mẫu đồng hồ này được Richard Mille chế tạo dành cho Rafael Nadal, ông vua trên mặt sân đất nện. Thực tế, cả hai đã hợp tác với nhau từ năm 2010. Nadal từng không thích đeo đồng hồ trong khi thi đấu. Thế nhưng, hiện tại bạn hãy xem, bất cứ lần ăn mừng chiến thắng, kể cả trong trận đấu, đồng hồ luôn là người bạn đồng hành của anh. RM3502 Rafael Nadal có size 49,94 x 44,5 mm, dày 13,15 mm, sở hữu độ nhẹ đáng kinh ngạc chỉ khoảng 75 g. Điều này có được là nhờ bộ vỏ carbon siêu nhẹ. Đây là bộ vỏ độc quyền do thương hiệu chế tác nên các đường vân không hề giống nhau, mỗi một chiếc đều là độc bản. Khi đeo trên tay, đồng hồ ôm gọn cổ tay nhờ phần càng nối dây được thiết kế cong vát, cùng với đó là phần dây đeo cao su thiết kế các lỗ khí mang đến sự thoải mái và dễ chịu. Tại mặt trước và sau của đồng hồ, trang bị kính sapphire phủ lớp chống lóa, bạn hoàn toàn có thể nhìn xuyên thấu và chiêm ngưỡng những chuyển động hấp dẫn của bộ máy trên mặt số. Nhẹ như vậy thì chống sốc thế nào? Bạn yên tâm vì RM3502 có khả năng chống sốc ngang với một tay đua công thức 1 khi vào đường cua. Follow Bot Luxury để có thêm những kiến thức thú vị về đồng hồ nhé!